Rồi anh em nhé, thì hôm nay em Thủy Kích Cá lại tiếp tục nhận sửa chữa và nâng cấp một con máy Cricket V2 bản 2020 của khách hàng ở trong Đắc Hà Kon Tum nhé. Thì khách mua một máy V2 ở bên khác và bây giờ gửi ra bên em nâng cấp và sửa chữa, nâng cấp máy bản 4 tụ băm của nó là 4 tụ băm lên bản 6 tụ băm nhé. Đánh nó sẽ khỏe hơn và nó chắc cá hơn, giữ cá hơn. Và khách yêu cầu thay cho khách tụ đầu ra của nó 450V 1000mi thì em đã làm xong nhé. Và con này là bản chưa đắp mạch và em đã đắp lại toàn bộ mạch cho khách. Đấy thì bây giờ em đã làm xong. Và thử tiếng máy, anh em nghe tiếng máy nhé. Đấy mình chỉnh cao tần số chút này, bấm này. Đấy, anh em nghe tiếng máy nhá. Này. Tải 3000W nhá. Đây bấm này. Đấy. Rất là mạnh nhá. Tiếng máy kêu đanh nhá. Đấy. Thì ở đây nó có công tắc đánh 4 tụ và đánh 6 tụ này. Mà bật xuống bên dưới này là đánh 4 tụ này. Đấy, 4 tụ đây nha anh em nhá. 6 tụ thì nó khác này, mình bật lên 6 tụ này. Đấy, anh em nhìn bóng đèn nó sáng hơn nhá, nhìn này. 4 tụ này, 6 tụ này. Đấy, nhìn ở ngoài thì thấy rõ sự khác biệt. 4 tụ này, 6 tụ này. Đấy, mẫu máy huyền thoại luôn. Đấy, két V2 nhá. Đánh rất bền và ngon này. Đấy. Mình độ lên thì đảm bảo cho anh em đánh máy rất là ngon và chắc cá nhé. Và thay cho khách quạt gió bị cháy nhá, và cái máy này nó bị hỏng con điều khiển quạt nên là nó dẫn đến cháy quạt, mất một quạt gió nên là em đã chỉnh lại cho khách nhé, sửa lại. Ok nhá, bấm này, tiếng máy rất đành nhá. Thì anh em nào có nhu cầu sửa chữa máy kích cá, nâng cấp máy kích cá thì liên hệ với em nhé. Chào toàn thể anh em nhá.